Rồi, hello anh em mình nha. Nay là 10 rưỡi trưa thứ bảy nha anh em ơi. Vừa nhận gà của chị Thúy nha, ở Gò Công Tiền Giang nha anh em ơi. Đó, chị đổi gia công cho em luôn ha. Đó, hôm nay là chị giao cho em tới 15 con nha anh em. Gà đều đẹp, đó chị lựa kỹ từng con luôn ha. Tôi giáp này là 40 ngày rồi nha anh em. Giáp bươi trà ha. Đó. Dáng dấp ok lắm nha anh em. Tốt, con nào cũng tốt hết nha. Đều từng con một luôn. Em mới nhắn với chị là cứ lựa cho em cứ con nào mà nó đều, nó đẹp đó. Em bán trước. Rồi mấy con nào mà nó ra lông chưa đủ, mình để mình nuôi thêm 10 ngày nữa giao cho em cũng được. Gà về mà vừa khui cái thùng ra thấy đẹp như vậy là rất là ưng ý. Để giao cho em những con gà đặt yêu cầu nó dễ lắm nha anh em. Mình cứ đặt mình vô cái vị trí của cái người mua gà, cái người nhận gà. Những con gà nó có ok không? Mình có thích thú khi mà mình nhận gà đó không thì mình giao là nó đạt liền nè, dễ lắm chứ không khó. Mấy con này là lông lá mướt rượt luôn nha anh em, đó chứng tỏ là nuôi rất là tốt ha, dinh dưỡng đó, môi trường nuôi phải tốt thì mới ra được những con gà như vậy ha. Rồi giá em vẫn để như cũ ha, 300 một em nha anh em, có nhận gia công cho anh em luôn ha. Đợt này mã nhiều đó, anh em nào cần gia công á bắt mấy con này đi ha. Rồi vẫn khuyến mãi như cũ ha, 10 con em tặng một bao phí ship anh em ha. Anh em nào bắt 5 con thì em bao phí ship luôn nha. Anh em nào bắt hết 15 con này thì em tặng 2 ha. Rồi ai comment thì alo em, chào anh em.